đỡ mua. Thằng kia thì một ngày 2-3 trái statin đó. Vậy là chỉ uống statin với hút thuốc thôi? Uống statin hút thuốc, còn cơm nó ăn chút xíu là nó nghỉ rồi. Cơm mình như biết là không đói á. Mẹ nó cơm cháy nó thèm cơm cháy, mẹ nó chế mỡ tỏi mỡ hành cho cơm cháy nó ăn một miếng, nó dục một miếng, nó nói người ta xin ăn hoài cho người ta ăn. Hồi đó y có dạ không có mới đây hả? Mới cả chừng 5-2 năm nay nữa. Chứ hồi đó bình thường không? Bình thường, đẹp trai lắm hồi đó. Giờ tự nhiên cái đầu óc vậy luôn. Có đi khám thì chị không có? Hồi lúc đó nó đi bể cà phê trên núi á, người dìa nó bị vậy luôn đó. Vậy hả? Không biết đó làm sao, thấy có coi thầy hay là mẹ nó đi coi thầy á, nói ông từ lục ta giờ trên núi theo nó đó. Giống gì như đó, có người dựa hả? Có người dựa nó đó. Có người dựa thì coi như mình bị hành xác. Nói vậy đó. Mà bằng đêm không có ngủ. Bằng đêm đi suốt vậy hả? Nó đi suốt, nó đi, nó pha, nó kêu, nó kêu vậy. Mà nó không có pha sớm nha, nó không có pha làng pha sớm như người ta. Nó đi vòng vòng vậy đó. Đi bằng đêm không ngủ mà muộn. Không ngủ. Trần tối ngày chứ không? Cũng bẩn áo. Mà ở nhà nó có cái gì đó nó xé hết trơn. Yeah. Muỗng nó cũng bẻ nữa. Đũa nó cũng bẻ hết trơn. Nhà nó. Hình như bệnh chắc cái tay đó nó giống như nó gây gứt cho mình. Đúng rồi đó. Nó bẻ. Nó đó. Thuốc thì đúng ra người ta hút, nhưng mà cái này nắm xé nó hút. Nè, nó hút cỡ gì nè. Bắt đầu nó bứt cái này bỏ nè. Bứt cái này đầu lọc để bỏ nè. Bắt đầu nó dò dò gì, bắt đầu nó xé ra rồi dục bỏ. Rồi nói chuyện cái chuyện 2-3 tiếng bắt đầu đốt điếu nữa. Nói vậy đó. Dạ. Thì một gói nó hút cỡ tiếng đồng hồ. Lúc này có tâm sự với má đẻ này kia không? Lúc này ít tâm sự với má đẻ. Vì chỉ là mình nhân tính để mình chúc thôi, chúc cho má đệ hỏi sức khỏe vậy thôi. Chứ mình điện hoài mình cũng ngại. Nhầm khi ở bên kia người ta không biết nói là điện rồi chắc lại tôi cái tánh tôi thì tôi hơi ngại. Tôi ngại vậy đó mới người ta trách tôi hoài đó. Nhầm người ta không biết, người ta nói trời được vậy rồi không điện hỏi thăm này kia nọ. Mình điện đi á, sợ người ta nói á miễn ngờ, nhầm khi người ta nói điện đi này kia nọ nữa. Tôi thì cái tánh tôi thì hơi sợ thì không dám điện đâu. Tôi không có dám điện đó. Thì lâu lâu á thì kêu dạng mày nhắn tin hỏi thăm má đệ coi má đệ lúc này sao rồi, mần ăn người chúc cho má đệ mần ăn phát tài vui vẻ đó. Đi đâu thì như là mình mần ăn công chuyện việc làm gì sẽ được thành công của má đệ nghe, má đệ tính toán việc gì làm gì đó sẽ được trong ý nguyện của má đệ gì rồi xong rồi. Không có dám điện sợ người ta nói chắc tiền bạc nó, tôi không dám. Con thì ít dám không? Giống như ai cần người ta điện mình thôi chứ mình không dám điện cái này. Tôi ít dám điện lắm, chứ gần ơi điện lâu, nó sợ. Lâu thì tần hay tần cái nhắn tin hỏi thăm sức khỏe vậy thôi. Đó. Cái gài mình ở đây cũng bớt mưa không? Bớt mưa. Bây giờ mới gài mưa lúc trước mưa quá trời luôn. Mưa mấy bữa trước thì mưa. Lúc đó đám nó cũng mưa quá. Đó. Cũng tính là mình đi An Giang giờ cũng cái tháng. Mình đi An Giang gì vậy? Cái mình đi hồi lúc bữa mùng 8. Con đi du lịch mới về nè, đi Phan Thiết á. Mình đi mùng 8 bây giờ cũng gần tháng rồi. Bây giờ bữa nay mùng 2 rồi. Mới về bữa ngày bữa tối chủ nhật á. Đi cũng mấy ngày á. Ở ngoài thấy cũng không có gì đặc biệt. Đi Phan Đăng Phan Thiết đó hả? Đi núi rồi biển vậy. Cũng bộn à, có đem nhóc hai nhóc đi không? Nghĩ đi rồi đi. Vợ có đi không? Không luôn. Vợ rồi. Đưa hai đại ca đi theo là không được đâu. Cái đó đi rồi chắc nhà 3-4 người đi theo chắc 10 tay chưa đủ nữa. Không gan Phan Thiết. Tại ở ngoài đi chung công ty. Đúng rồi, mình đi chung với công ty. Chỉ là mình vậy là mình đi với đó là mình chỉ là mình tốn tiền, mình muốn ăn riêng tư gì mình đó thì mình tốn thôi. Thì đúng rồi. Nói chung là công ty lo khách sạn ăn ngủ con chị đúng rồi. Ăn sáng gì người ta lo mình hết luôn. Mình như giống như mua đồ cá nhân, đồ đem quà như đúng rồi, như là đồ gì lạ mình mua đem về nhà mình lại làm quà cho cha mẹ anh em bà con thôi. Đó là vậy đó, mình tốn. Bây đi thì cũng người ta đưa cho mình 600 thì nếu mà 600 uống cà phê thì không hết, còn mua về là còn dư tiền nữa. Người ta đưa cho mình để tôi dẫn túi đó. Gì cũng được. Cũng được. Mà nếu mà mình ai có đi theo á là người đóng 3 triệu 9 nha. 3 triệu 9 hả? Đó, ai đi theo thì đóng 3 triệu 9, còn mấy đứa nhỏ nhỏ thì 70% cũng
cũng 3 triệu mấy, 2 triệu mấy á. 2 triệu mấy gần 3 triệu. Ừ, gần 3 triệu đó. Thì hai người đi đó là ít lắm, cũng tiền xe không là cũng gần 6 triệu. 40 mấy người mà trong đó là 11 đứa nhỏ nhỏ xíu nè. 11 đứa. Trời ơi, đi nó mệt, nó nhức đầu, nó nóng gì. Nó không có hại não với nó luôn. Đi thì có nít mệt lắm. Đúng rồi. Rồi lo giữ nó không, rồi ôm nó không rồi cũng mệt lắm. Cái gắn gán đi trúng mánh thì tầm vài tháng nữa thì có thể đi du lịch quanh năm chục tháng. Mà thường đó là cô Sương thích đi du lịch chỗ nào? Tôi hả? Người ta nói bây giờ Ế Cường người ta nói cái gì ở dưới Đồng Tháp cũng có cái gì chỗ khu du lịch vậy đó. Ở Đồng Tháp á. Đồng Tháp à? Ừ, khu du lịch vậy đó. Không biết, chưa có đi. Ờ, tôi chưa có đi nữa, chưa có đi mà người ta nói chỗ đó cũng buôn bán rồi, phú hò, du lịch đó. Không, nếu mà mình sau này có thể có điều kiện thì mình sẽ đi nhiều tỉnh. Đúng rồi đó. Đi chỗ này chỗ kia mình giao lưu này kia. Đúng rồi. Nếu như mình quay chỗ này kia. Nhiều khi đi ở ngoài coi giống như ở Sóc Trăng đi hoài thì người ta cũng chán lắm. Thì Sương cũng muốn là tới đi du lịch là Sương bận áo dài với đầm không à, chứ không có bận đồ bộ. Thôi đi du lịch kinh nghiệm coi, mặc cái đồ nào nó gọn gọn nó khỏe. Thì bạn đầm, bạn đầm hay vậy là áo dài tới lúc mà mình đi vô trong khu du lịch mình bận cái áo dài, mình phát áo dài hay mình cầm nón lá để mình giới thiệu cho bà con đó, thấy nó hấp dẫn. Nhưng bây giờ mình bận đồ bộ này kia nọ thì bà con của bác nó xem vài thì nó cũng chán mắt đó, thì vậy đó. Mình như là mình bận đồ nào cho nó lạ lại để cho bà con đó, thì bây giờ Sương cũng như là đặt người ta hai bộ áo dài. Áo dài nhá, mình vô mặc áo dài, cứ mặc áo bà ba gì không? Thì bà ba mình cũng có. Bà ba mình có đồ bộ bà ba, một đồ bộ với cái quần đen với cái áo bà ba. Mặc cái đơn giản này. Đi du lịch giờ mặc đồ gì mình áo thun đơn giản vậy mà nó khỏe. Nó khỏe. Cái đó biết mặc đồ quần jean gì đi. Quần jean nó mệt. Mệt lắm. Cũng giờ này cũng sáng giờ chưa ăn cơm đúng không? Chưa. Giờ sáng tới giờ thì chùi tại bác cái này nè. Mấy gài có đi chùa đúng không? Có đi đám ma. Tháng này đám nhiều không? Đám thì cũng dữ. Nè, bữa nay 11 giờ đi nữa nè. 11 giờ hả? Giờ này mấy giờ? Không biết nữa nè. Bây giờ chưa biết nữa nè. Mong mà nó vậy. Gần 11 giờ bên nhà anh Dương nè. Bà con ở Dương Diện đó. Đó thiệp đó kìa. Lấy thiệp coi dạng. Ông đi làm gì ra ngoài đám nhiều là gói. Thôi mà gói lắm đó. Nè. Nè. Nè nhầm ngày 17 nè. Ngày 17 à? Mùng 2 17 đó. Cái này đám anh Dỗ. Anh Dỗ hả? Đó. Bữa nay nè. Cũng tăng tiến ha, mời thiệt ha. Đó, nè. Muốn đi thì đi, không đi thì mình gửi tiền rồi lại thiệp. Mình đi đảng mình bỏ thiệp rồi mình về, chứ uống rượu bây giờ cũng ít uống rồi. Mình thấy hơi mệt. Để đi, để coi chủ nhật này có gì thì chợ. Đi chợ, đi này, đi kia coi, cho bà con. Sáng cả 8 giờ chạy, đặng 9 giờ rồi vậy. Đúng rồi. Đi chợ rồi ghé ăn bún. Như vậy. Vô thứ năm anh chấp với vàng ư. Rồi, Cường cũng... Đây, nè. Chiếc xe đạp má đệ mua cho đó. Mua cho nó đó. Đây, đây. Đây là má đệ má cho đó. Cho mua đó. Mua cho vàng đi học. Rồi, chiếc xe đạp đó. Chiếc này đã à. Chiếc này mấy triệu không? 2 triệu mấy đó. 2 triệu mấy luôn hả? Gần 3 triệu đó. Vậy là trên trăm đô à? Phải không? Trên trăm đô à? Đúng rồi. Giờ mua cho Dạng đi học đúng không? Lúc trước là Dạng đi xem ta, đi bộ hay là đi ai chở đi? Đi bộ, ở gần đó. Rồi lúc đó cũng có chiếc xe của nó, rồi chiếc xe kia thì Đức Sơn, rồi nó hư đó. Đó. Chạy kỹ nghe, khóa thì bây giờ cái này xe này xịn á, tôi nói chạy đừng có bỏ bẫy á. Đừng có bỏ đi đâu là khóa đó nha. Tại vì cái này má đệ cho cũng được lắm rồi đó. Thì tôi nói nó chạy về rồi bắt đầu tôi kêu nó mày rửa mày chùi lên, phơi nắng cho nó khô.
khô rồi đem vô nhà, chứ nhầm khi Tết rồi má để nó lên á thì má để cũng thấy cái món vật kỷ niệm để cho mày đó. Người ta nhìn người ta thấy người ta cũng vui. Cái gì mới người ta mới kỷ niệm đây rồi rồi, rồi bắt đầu hư này kia nọ đó. Đó. Nó mình chạy phải bảo quản. Đúng rồi đó. Từ khi người ta thấy người ta cũng mát ruột. Đúng rồi đó. Chứ lại mà thấy hư hết rồi thấy người ta thấy mình chạy cái đó là chắc mình không có biết sáng sóc hay mình không có biết giữ của này kia nọ. Người ta cũng buồn, người ta đâu có phải là dỗ tay mà ra tiền đâu. Người ta cũng làm muốn chết mẹ mới người ta có tiền bạc mình ta gửi, người ta thương mình mới người ta cho đó. Người ta giúp mình nó đâu có phải là mỗi người người ta giúp đâu. Đó, từ theo cái hoàn cảnh này cái nó tôi dạy nó đó rồi mới gửi lên rồi để vậy đó. Rồi học phải gắng học cho giỏi này kia sau này đừng, làm công công ty mà học giỏi là làm công ty lụm bọc đó nha. Đúng rồi đó. Học phải cho giỏi này kia là học sao? Giỏi thì được làm. Học giỏi thì được làm công ty lật ngựa. Đủ á. Rồi Cường cũng xin chào bà con cô bác. Tại vì cô Tả Sương thì cũng 11 giờ sợ có đi đám này kia đó. Rồi cô Tả Sương có thì Thở Sương cũng chào bà con cô bác. Như là xa gần thì Thở Sương cũng hứa với bà con cô bác là trong tuần tới là chủ nhật đây Thở Sương với Cường cũng đi qua như là chở gần gần đây. Thì mình cũng không có được mà đi xa đó cho bà con. Đó thì cũng để cho bà con xem để vui, để bà con cô bác đi lao động gì như là mệt nhục để mở cái kênh đó, trong cái kênh của Cường Caramel đó, trong Thở Sương để cho bà con cô bác để như là giúp trong cái nụ cười mà để cho cái công sức năng lực để cho bà con phấn đấu mà để lao động nữa. Rồi Thở Sương cũng chúc cho bà con cô bác để vui vẻ mừng ăn phát tài rồi ok.